Xin kính chào quý vị khán giả chương trình Cà phê sáng cuối tuần. Thời điểm này chính là mùa thu hoạch mật ong rừng rất là ngon. Với nguyên liệu đặc biệt như vậy, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn món sườn nướng mật ong rừng. Ở đây tôi có hai miếng sườn rất là ngon. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải sơ chế miếng sườn lợn này để làm sao có một cái phần thật là ngon khi chúng ta ăn. Các bạn nhìn thấy ở phía bên trong là cái màng trắng, cái phần này sẽ rất là dai. Chúng ta sẽ sử dụng dao để khứa nó đi. Sau khi sơ chế xong phần sườn lợn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chuẩn bị phần gia vị ướp cho sườn lợn được ngon hơn. Ở đây tôi có khoảng một thìa hạt mùi. Hạt mùi này các bạn nhớ là sẽ rang trước khi chúng ta giã. Phần hạt mùi sẽ rất là thơm và tạo ra cái vị khá đặc biệt cho món sườn lợn của chúng ta. Sau khi hạt mùi đã được giã nhuyễn như thế này rồi thì tôi sẽ kết hợp một chút ớt bột. Tôi sẽ nêm một chút tiêu muối vào. Chúng ta trộn đều tất cả cái hỗn hợp này lên. Mùi rất thơm. Bây giờ tôi sẽ ướp. Với miếng sườn lợn như thế này thì chúng ta có thể ướp qua đêm là ngon nhất. Tuy nhiên nếu như không có nhiều thời gian thì các bạn cũng có thể ướp khoảng 10-15 phút ở trong tủ mát. Sau đó thì lấy ra để nướng luôn cũng được, không sao cả. Trong lúc chờ sườn được ngấm gia vị thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm phần sốt. Tôi sẽ sử dụng 3 nhánh tỏi để làm phần sốt này. Tôi sẽ cho khoảng 2 thìa dầu ô liu. Và tiếp theo là tỏi. Chúng ta chú ý là không để cho tỏi bị cháy quá. Khi tỏi đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm rất là ngào ngạt rồi mà không bị chuyển màu, tôi sẽ cho một cắp mật ong vào đây. Và khoảng 1/4 cắp xì dầu. Chúng ta sẽ tiếp tục cô cạn phần sốt này trong vòng khoảng 20 phút cho đến khi nào mà sốt sẽ hơi sánh đặc lại một chút là được. Các bạn chú ý là trong lúc chúng ta đun sốt thì không đậy nắp bởi vì là phần sốt này sẽ trào ra ngoài rất là nhanh. Sau khoảng 10 đến 15 phút thì tôi đã có một phần sốt rất là đẹp và sánh mượt. Với món sườn nướng này thì tôi thích sử dụng than hoa hơn. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng lò nướng ở nhà, nhiệt độ khoảng 180 độ và nướng món sườn này trong vòng khoảng 45 đến 50 phút là được. Sườn ở mặt dưới đã bắt đầu xe lại rồi thì tôi sẽ lật lên và phết sốt. Sau khi mà phết xong sốt lên phần sườn rồi thì tôi sẽ đậy nắp lò lại và om sườn trong đó khoảng 5 đến 10 phút. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục mở nắp lò ra để kiểm tra sườn và lật mặt trên mặt dưới, phết tiếp tục sốt lên.